Gia đình người hùng SEA Games 31 sống trong một ngôi nhà giản dị, bố đi cấy thuê, mẹ làm công nhân. Không sinh ra trong gia đình trung lưu cũng không được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, người hùng SEA Games 31 Nhâm Mạnh Dũng được nuôi lớn bởi những xảo ruộng cần câu cơm của gia đình và nhờ những đồng lương thêm được từ công việc làm công nhân từ mẹ. Như số đông người dân quê lúa Thái Bình, vợ chồng ông Ngoan quanh năm cày ruộng, nhờ có sức khỏe mà có thể cày mấy xảo ruộng, cuộc sống cứ thế trôi qua rất êm đềm và bình dị. Nhưng chính những điều giản dị nho nhỏ ấy đã thắp sáng khát vọng và ước mơ bóng đá của Nhâm Mạnh Dũng. Gia đình người hùng chia sẻ, Dũng từ nhỏ đã có năng khiếu về bóng đá, cậu quấn quýt với trái bóng. Đến năm lớp 5 thì Dũng được vào đội tuyển bóng đá của trường của cụ, sau đó được tuyển lên trường năng khiếu thể thao của tỉnh. Bên cạnh đó, Dũng còn rất giỏi các môn tự nhiên và đạt giải ba học sinh giỏi toán cấp thành phố. Có lẽ cũng vì vậy mà lối chơi của chàng trai rất thông minh và khoa học. Sau chiến thắng vang dội của Nhâm Mạnh Dũng, bà con lối xóm đã đến tận nhà người hùng ăn mừng. Còn tại nơi làm việc, bà Vũ Thị Thương, mẹ cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, được lãnh đạo công ty tặng hoa, quà và chúc mừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hoàng, Thái Bình chia sẻ, chiến thắng của đội U23 Việt Nam đêm qua là niềm tự hào của cả dân tộc. Bàn thắng của Dũng là niềm tự hào của quê hương, gia đình và dòng họ.